Vâng, tôi là vợ anh Trường đây. Tôi báo cho cô biết, anh Trường chồng cô đang ngoại tình đấy. Anh nói cái gì cơ? Em đang nghĩ, có những nỗi đau hy vọng cả đời này sẽ không phải trải qua. Ý em là sự phản bội. Sáng nay em còn nói với anh về bài học đau đớn của cuộc đời em. Ừ. Em chưa bao giờ kể rõ với anh về biến cố năm xưa của nhà em đúng không? Tai nạn của mẹ Lan. 1, 2, 3, 4. Khó mẹ. Không khó đâu. Nào, bây giờ mẹ dạy con chậm nhá. Lại này. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Con nghe đi, chắc điện thoại của bố đấy. Vâng ạ. Alo ạ. Mẹ Lan có nhà không cho chú gặp? Mẹ chưa có ở nhà. Mẹ ơi, có điện thoại. Tôi nghe đây ạ. Cô là Lan, vợ Trường đúng không? Vâng, tôi là vợ anh Trường đây. Tôi báo cho cô biết, anh Trường chồng cô đang ngoại tình đấy. Anh nói cái gì cơ? Mà anh là ai? Tôi là chồng của Trúc, người mà đang cặp với chồng cô đấy. Anh là chồng của Trúc á? Phải, chính là con bạn thân quý hóa của cô ấy. Tôi không tin. Tùy cô thôi. Nhưng hai đứa chúng nó đang hú hí ở nhà hàng La Maison. Cô thích thì đến mà bắt đại trận. Tôi không đi. Tôi biết cô sẽ đến thôi. Phải đến để nhìn thấy sự phản bội trắng trợn của chồng cô và vợ tôi chứ. Alo. Alo. Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ? Khi đó mẹ cảm thấy bị phản bội. Và theo một cách nào đó, em chính là người làm cho nỗi đau của sự phản bội đó tăng lên gấp đôi.